Em bao nhiêu tuổi? 17 tuổi. 17 tuổi thôi. Thế là chứng tỏ là lấy vợ sớm nha. Thế là mười mấy tuổi là ông Xính đã bắt vợ về rồi? Em 15 tuổi. 15 tuổi đã lấy về rồi. Ờ, đúng rồi. À, lấy được 2 năm rồi. Thế mẹ này là được 2 tuổi rồi. 2 tuổi rồi. À, thế là hiện tại hai vợ chồng là chỉ có một người con đây gì? À, thế Xính năm nay là bao nhiêu tuổi? 19. 19 tuổi. Nha, ông là chưa đến tuổi lấy vợ đâu nha. Nha, luôn. Thế thì bọn em phải cảm ơn anh, thế anh đưa bọn em đến đây đi cùng nhau thì bắt đầu biết là hai anh em nhà nhau đấy. Đúng rồi. Đúng không? À, đúng rồi, có anh ấy, anh nhớ già ấy. Ừ. Dạ, đúng rồi, già. Già anh ấy ấy. Thì mà nó cho bây giờ bà nó chưa biết. Bà ngại chưa biết. Ừ. Đây thì bảo bà đây. Thế cho cô chú tặng bà 500 nữa để cho bà cố gắng là để điều trị cái chân cho khỏi đi nhá. Bà. Đây, bà ấy. Một trong cái chích của thế này. Ừ, chủ nó lên lên cả tia cho trông làm tu thì... Bà nó cảm ơn anh em thì ra tha bà chắc là khổ. Xin kính chào tất cả quý bác anh chị đã quay trở lại với kênh Tuyên Hà Giang. Vâng, thì tiếp tục những cái phần chia sẻ những nội dung tiếp theo trên kênh Tuyên Hà Giang thì ở những phần trước thì chúng ta vào thăm gia đình bảy mẹ con. Thì qua những cái sự chia sẻ của gia đình bảy mẹ con thì em Tuyên nói thật với các cô chú là bản thân mình thấy rất là áy náy, lương tâm. Và mình không giúp được gia đình bảy mẹ con nhiều hơn nữa ấy. Mình cũng thấy rất là hổ thẹn. Mình cũng chỉ biết là cố gắng chia sẻ hình ảnh thôi và có thể là cầu kết nối thôi, nhưng mà hình ảnh của mình có thể chưa được lan rộng ra nữa thì có thể nhân duyên của gia đình bảy mẹ con nó không có nhiều nên là cũng không giúp được gì nhiều hơn. Còn bây giờ thì em Tuyên vào đến Thuận Bé Lầu tiếp tục là lên ghi hình nhà bé, không phải bé mà là nhà em Xính. Vâng. Thì Xá hôm nay cũng đang đi cùng em Tuyên. Vâng. Các chú ạ, đây. Xá đang đi vác gạo hộ em Tuyên. Vâng. Thì đây nhà em Xính đây, thì em Xính ở Thuận Bé Lầu, cô chú biết ở những phần trước là em đấy cũng rất là nhiệt tình giúp đỡ em Tuyên dẫn đến những hộ gia đình ở trong Thuận Bé Lầu và cũng là một cái cầu người kết nối những cái công việc như bè biếc ở trong thôn Bé Lầu này. Các cô chú anh chị ở nhóm Hoa Sen Chân Như ấy sẽ có những món quà cho bản thân gia đình em Xính nhá. Hôm nay chúng ta cùng lên đi. Đây, đến nhà em Xính rồi đúng không? Đúng ạ. Đây. À, một hộp mát chen. Rồi, đi vào nhà đi. Đây. Đây là con Xính đây à? Đúng ạ. Chào mẹ nhá. Thấy tỉnh đúng không? Có phải con của Xính đây không? Đang lạ xá. À. Bé này lạ, lần đầu tiên nhìn máy quay ấy. Đang nhìn tròn tròn là mắt mình luôn. Ôi, thở cho lỏng nhá. Rồi tút lốt nhớ tả. Xin chào em nhá. Xin chào em nhá. Các bạn đây là ngại hay sao? Thấy vào là chạy ngay. À đây các cô chú ạ. Nhà Xính ở đây thì nói chung là may cho bà con bên này. Bà con bên này có điện rồi. Có điện rồi. Cuộc sống nó đỡ hơn nhiều chứ đúng không? Đúng ạ. Tối rồi anh cảm ơn. Dậu đi. Dạ. Ở đây có điện rồi thì nó sáng nhà. Nó sáng nhà hơn. Đây ngồi xem này, ôi giời. Ngồi đấy, ngồi đi đâu. Ngại cái gì, ông này thỏ thẻ thế nhỉ. Thế thì, đâu vợ đâu? Ở đây mà. Mời vợ với mời con ra đây xem nào để cho các chú biết là vợ. Vợ đâu, đây này, ghế đây này. Ghế đây, anh không ngồi đâu, ngồi đi. Cho mời các mời vợ với xem các con ở đâu. Sao đây? Một con đây. Hai con đây hay một con? Một con thôi, bên đây thì là anh trai con. À kia là anh con trai. Của anh trai. Thế con của mình kia. Đúng rồi. Sao không mặc quần cho con vào, trời thì rét này không mặc quần cho con vào. Nó cũng sao mặc quần vào? Cái này chỉ có phát triển năng. Nó không có gì cho gì đứa ta. Sao? Đi đái. Đi đái hết quần rồi hả? À? Ừ. Hết rồi hả? Chưa thế thì nó không mặc. Rồi cứ phải mặc vào chứ trời rét này không mặc quần chẳng khổ rồi, chẳng rét à? Vâng. Đây này thì từ đây Xính. Đây quà của em đây thì quà của em đây rồi. Xá bỏ hai bao gạo ra bóc quà cho Xính xem này, thông báo món quà này Xính có những cái gì. Hôm nay Xính
rất là may mắn được nhận quà đây. Đây. Bóc bao qua kia để kiểm tra. Sáng mang túi quà sang bên kia, lại kiểm tra như bên kia. Đấy, cho nó sáng. Ít nhất là hôm nay trời còn có, trong này có điện đấy. Rồi, em Tuyên vừa bảo là bố bé về mặc quần nào. Xá xong bắt đầu lấy ra nào. Vâng. Dầu ăn 5 lít. 200 nghìn. Là 200 nghìn đúng rồi, xá nhớ rồi đấy đúng không? Mì chính 75 nghìn. 75 nghìn. Em bỏ hết ra đi. Em bỏ cái túi trắng, nhấc cái túi vàng ra. Cho bỏ túi trắng, như thế thì để cho nó đọc còn đâu, đọc còn đấy thôi. Em bỏ túi đấy cho nó sạch, nghe không? Dầu đấy là dầu bát. Dầu này dầu ăn nó mỏ đi tua đấy. Cái 50.000. Bánh bông lan 50.000, bóc luôn cho bé đi. Nào, bóc luôn cho mẹ đi, bóc luôn cho vợ ăn đi. Cho bé ăn luôn đi. Đấy. Cậu thì cậu đang nhìn thì thích này. Sữa 1 giây 30.000. Đấy. Này, sao thế không? Bóc bánh này. Ôi giời ơi. Thích nhỉ, no đi mẹ. No đi. Nó bánh đi. Bóc đây, bóc cho con ăn đi. Đấy không? Này. No đi. Mẹ no đi. Ngon nhờ. Này thôi xính, cho các bé ở bên ngoài hàng xóm ấy. Các bé thấy đang đến chơi đấy, có người đến lạ đến chơi chạy ra đây hết thế nào này. Thôi mình có quà thì mình chia cho các bé ấy. Đúng không? Có quà thì mình cùng nhau chia nhỉ, sao nhỉ? Cháu xin là khoanh tay vào đội mùng cần tơ chưa? Trời ơi. Đi học rồi mà không biết xin à, mẹ ơi. Trời ơi. Cháu xin nào. Các mẹ nào, mẹ nói cho chú nào. Cháu xin. Không biết. Trời ơi, các bé này ơi. Em Tuyên là ít vào nên các bé là không nghe. Thôi, đâu rồi. Bánh này, sữa này đúng không? Ừ. Thạch này. Thạch dai dai 50.000. Nước mắm. Mắm ăn 30.000, bỏ vào. Nước mắm ở trên tay. Đây là nước mắm, đúng rồi. Súp 5 gói. Đúng chưa? Đúng ạ. Xính ơi, kiểm tra nhá. Anh đọc đâu kiểm tra nhá, đây quà của em đấy. Không thì anh lại mua thiếu thì chết. Hoặc lại ghi thừa. Bột canh 5 gói là 25.000. Đó, 5.000 một gói. 5 gói muối. Đúng, 1 gói. Đây, đường 1 gói 30.000. Vâng. 5 gói muối. 5 gói ở trong này. Hai cái rẻ cho bát. Vâng, có. Ok chưa? Có. Đến nhá, với hai bao gạo. Anh mua giống y xì cái suất kia luôn. Vâng. Vì mua ở một cửa hàng ấy thì người ta gạo hôm nay gạo ngon. Không mua gạo rẻ. Vâng. 200.000 bao cơ. Vâng. Nó thì đây là hai bao gạo là 400.000. Đây xá đưa cho xính. À đây này, nhìn hóa đơn này. 1.000.000 đồng. Ít chọn, tái chọn. Phần quà này nhá. Phần quà này đó cô chú mua tặng cho gia đình em là 1.000.000 đồng. Vâng. Thế thì khó cứ cho một đô la thải xùa la cho chết đi. Thế thì em hỏi xính là có biết tại sao hôm nay mình có quà không? Có nghĩ bao giờ mình có quà không? Hay là từ trước đến giờ đã ai đến tặng quà chưa? Mình chỉ ốp, cho ta này ốp của tao à. Muốn hành tốt múa mình có cua đó không? Chưa ai đến á? Ừ. Anh là người đầu tiên à? Ờ. Thế như cái năm ngoái anh đến đây thì tặng cho bà con đấy thì cũng là lần đầu tiên bà con được nhận á? Ờ. Hỏi xính đã, nhưng xính có biết được. Dạ, cho ốp thì bóng cho chim á. Bao mà mấy. Nhớ là ta đây nếu là để tôi mua thì thay giáo sư này là mua này mua nhé. Thay giáo sư. Hội giáo đầu tiên thôi. Ừ. Nhưng mà xã không cho, xã vẫn có chứ. Chưa. Giờ là phải đi phát thì phải mua mình khỏi. Phải phát là mua mà làm một lần em mua cái người đó lấy chứa chỉ là một lối xa biết tầm ấy chưa. À, không quên được một thùng mì chứ một cái thùng. Không quên. Ừ, đấy, thế là xã là cũng tặng cho cái thùng đỏ gì, đúng không? Kia kìa, cậu chú này. Cái thùng đỏ, đấy một thùng mì tôm nữa. Ờ, thế thì nhận được nhiều chưa? Được nhiều đó. Một thùng mì tôm nữa. Thế nhận, ở đây có thỉnh thoảng có nhận được nhiều các đoàn thiện nguyện như kiểu em hiểu là các mạnh thường quân đúng không? À. Thì bảo là có nhiều đoàn đến chơi và đến thăm tặng quà không? Dạ, bố muôn này, chống là cho rau tê tua tạ đó nè, chỉ mua. Mua, là chú chống thường. Tôi tạ nhỏ tạ có thể biết kệ rồi. Kệ lũ làm. Có gia tạ ở lũ làm thôi. Thế còn thôn này không có? Không có. Không có, ở lũ làm thôi. Tại sao? Xa quá à? Người ta không vào hay là? Xa thì nó không có đường đi ấy.
Đấy, thực giống cũng những hộ biệt lập ở đây xa quá thì các đoàn ít khi biết tới, nên là người ta cũng không vào đến đây đúng không? Đúng ạ. Đó. Thế thì cũng rất là vui nhá. Thì đây này, Xá nói với em Xính nha, cả vợ Xính đây. Vợ Xính này Han Châu Súng, có biết nói tiếng Kinh không? Có. Đây đây, không bía. Vừa nói bảo là không biết tiếng Kinh, xem em vừa nói tiếng Kinh đó. Bía nó học mà. Em đi học không? Học hay lớp 7. Đó, học lên lớp 7 xem em sẽ sai không nói tiếng Kinh. Lớp hay lớp 7 thì bía nhỏ hơn Xính. Ừ. Em ở đâu? Em học hay lớp 3 thôi. Ờ. Em gái ở đâu? Ở đây thôi. Ở thôn mé lầu này luôn. Thôi ở mé lầu là Lũng An. Là Lũng An trước kia. Lũng Làn chứ. Là Lũng An, là Lũng An trước kia. Là Lũng An. Là Lũng An. Thế là ở đây luôn. Ừ. Tức gần đây nó ngay ngay luôn cái trường học em, hai cái trường học. À trên chỗ đường đi thằng ngày đó. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Thế là ở gần đây gì? Thế sao em học học lớp 7 sao không nói tiếng Kinh mà cứ bảo là không nói. Em đi học rồi sợ gì? Nó ngại em. Nói được tiếng Kinh là tốt mà. Đó, Sánh thì nó học được hết lớp 3 rồi. Có gì mà ngại? Bọn anh vào đây bọn anh có gì mà ngại? Bọn anh có làm gì bọn em đâu mà ngại, đúng không? Sánh biết được đúng không? Mấy lần vào đây thì Sính đưa bọn anh đi có làm gì đâu. À. Đó. Thế thì em vợ Sính tên là gì? Mai. Để em anh đang hỏi em vợ của em để cho vợ em nó bạo hơn. Dạ, chứ con thì hai ông con em có thể tên. Vợ em tên gì? Mai. Tên em tên là Mai à? Em bao nhiêu tuổi? 17 tuổi thôi. Thế là chính tổ là lấy vợ sớm nha. Thế là mười mấy tuổi là ông Sính đã bắt vợ về rồi. Em 15 tuổi. 15 tuổi đã lấy về rồi. Ừ, rồi. À lấy được 2 năm rồi. Thế mẹ này là được 2 tuổi rồi. 2 tuổi rồi. À, à. Thế là hiện tại hai vợ chồng là chỉ có một người con đây thì. À. Thế Xính năm nay là bao nhiêu tuổi? 19 tuổi. Nha, ông là chưa đến tuổi lấy vợ đâu nha. À, nha, mọi luôn. Ông chưa đến tuổi lấy vợ đâu. Thế là hai vợ chồng ở đây ở với hai vợ chồng thôi hay là có bố có mẹ ở đây? Có bố mẹ. À, đi chơi rồi. Bố mẹ ở chơi rồi gì? À. Chơi à, đi chỗ người chết à? À đi làm ma. À, đi làm ma. À, thế thì Mai có biết tại sao hôm nay nhà mình được tặng quà không? Thế nhá, em đi học lớp 7 rồi, em nghe anh nói em mới hiểu hết được không? Hiểu không? Hiểu chứ đúng không? Chẳng qua em là ngại đúng không? Đúng. Đây nhá, anh nói cho Mai nhá. Hôm nay nhá, anh vào đến mé lầu, đây là mé lầu A đúng không? Đúng. Thì em xem không phải nhà nào cũng được quà đúng không? Có mỗi nhà em này và nhà 7 mẹ con. Đúng. Đúng không? Mai. Em thấy bà con xung quanh này có quà không? Thế, nói đi em. Mà. Em thấy không? Ví dụ nhá, như hôm qua nhá, hôm qua cái thùng kia nhá, nhà nào cũng được quà đúng không? Đúng rồi. Thế nhưng mà ngày hôm nay thì chỉ có nhà em với nhà 7 mẹ con là được quà. 7 mẹ con thì Xính biết tại sao bị được quà đúng không? Vì chồng chết rất là khổ đúng không? Các cô chú mới tặng quà. Ừ. Thế còn Xính có biết tại sao là em được tặng quà không? Không biết đúng không? Ờ, vợ Xính có biết tại sao nên mình được tặng quà không? Hả? Nên chỉ tốt thả. Cứ nói thoải mái có gì đâu mà ngại em. Đấy, phải bạo như em bé me này. Me nói sợ gì đâu. Đấy. Không biết đúng không? Đúng không? Không biết đúng không? Thì anh nói cho nhá. Anh nói cho Xá có thể nói cho Xính này. Là các cô chú xem video ấy. Tại sao anh đi anh phải quay video này? Thì là khi các cô chú xem video ấy thì thấy được em ấy rất là tốt bụng. Khi là cũng làm hướng dẫn viên đưa bọn anh đến các hoàn cảnh ở trên này. Mà mấy lần vác gạo, vác đồ cho nhà 7 mẹ con ấy. Hay là những công việc ở thôn mé lầu là làm bè ấy. Thì Xính cũng là đến phiên dịch cho và chia sẻ cho cái nỗi khó khăn của bà con mé lầu, giúp đỡ hoàn cảnh 7 mẹ con và đưa đến từng hộ gia đình ấy. Thì các cô chú thấy là Xính rất là nhiệt tình, giúp đỡ người khác. Nên là các cô chú mới tặng quà cho gia đình em. Đó, thì đấy mới là cái điều là anh muốn hỏi để em hiểu là không phải trong cả thôn là có ai cũng có quà, mà Xính rất là lanh lẹ, giúp đỡ anh đến các hoàn cảnh khó khăn ở đây ấy. Dạ. Như ngày đầu tiên anh em mình vào trong thôn biết đến hoàn cảnh 7 mẹ con. Dạ, thì các cô chú xem có chú mới cho mù lại là cho thành trộn nhẹ thế mà dạ nhìn chị ơi tụi thành phải người nó phát triển được kinh tế nhiều. Ôi dạ, ô cho mù đó là ô cho mù thế ô mù uổng thì cao giờ tụi mình
pha lục thế mình chỉ ở nhà tụi mình gùa mà là thế mốt xe tôi pa ô nhẹ dù thế khó xu thì tôi đó ô tụi mình là dễ à tụi mình uầy từ thì tôi là kỳ chỉ pa lục thế lục thế mua khóa lượng nhà thế cái dù pa cư thế mà là thế chỉ dù tụi mình giờ post luôn nhẹ lúc gì thế nói thì các cô chú cũng rất là tuyên dương là hy vọng là em đấy cũng gia đình cũng nghèo khó khăn đấy nhưng mà cũng hy vọng là em đấy cũng giúp được những hoàn cảnh khác để biết tới để cô chú biết tới và để giúp và cũng nhất là nhờ có em đấy là rất là biết nói tiếng phổ thông và chia sẻ được cho cô chú biết là cái nỗi khó khăn của thôn Mé Lầu B này không có mảng mà khi cái mảng nó hỏng ấy thì các cô chú mới giúp được bà con thôn Mé Lầu B này cái mảng đấy nhá nên là em đấy rất là nhiệt tình giúp nên thì các cô chú tặng cho món quà ngày hôm nay đó thế thì Xính thì không biết là như bà con để chia chúng ta hay có lời cảm ơn không biết là Xính có lời gì cảm ơn không em xá thì nói là cho bao à cho sáng lại cho nghĩa ti chín dạo phần đã u mình có biết thì mình nói vậy thôi mình dù bao thì trả dù bao không phải ngại là, Xính này là rất là ngại thò thẻ này bao cho sáng là đã nghĩa ti lòng chín dạo đã u giờ thì nghĩa là ba tầm khó xu thế tôi đó dù mà dù bao cho sáng là đây nhá đây là nhóm hoa sen chân như là anh xin báo thông báo với xá như này nhóm hoa sen chân như ở bên California và Arizona đấy ngày hôm nay là trích ra 4 phần quà thì mỗi phần quà tương ứng với 500.000 đồng thì ngày hôm nay là mua quà cho nhà em Xính là hết 1 triệu đồng là tương ứng với là 2 phần quà còn 1 phần quà là tiền mặt nữa thì bây giờ anh sẽ đưa luôn đã để cho em Xính nhận quà cho nó vui đã xong rồi chúng ta sẽ để em Xính xem cảm nhận của em Xính khi nhận quà như nào và em Xính sẽ có những cái lời cảm ơn các cô chú nhá. Là bây giờ là mua 4 phần quà thôi mà nhà 3 phần quà, cụ thể 3 phần quà cho gia đình em Xính. Còn 1 phần quà thì sẽ là riêng sau. 1 phần quà sẽ có cái lý do sau. Đây nhá. Đấy, thì đây là một cái phần quà anh nghĩ là ngày hôm nay một phần quà lớn đến với gia đình em Xính đấy. Đây Xá này, cầm tiền cho anh. Thì nói này, Xá nói này, từ anh nói đã. Nói với Xính là đây là món quà của các cô chú ở bên nước ngoài đi. Nói ở bên nước Mỹ thì Xính sẽ không biết được. Thì sẽ nói là dạ, các cô chú ở bên nước ngoài là cho nghĩa ti chín dạo nhón đậu u mẹ cả thế là mua xe tua là thế u tôi là yêu xu tôi rõ ấy các cô chú hôm nay tặng cho mình 3 phần quà phần quà đây là 1 triệu thì là mỗi phần quà của các cô chú là trị giá là 500.000 đồng thì 1 triệu là 2 phần quà đúng không đúng ạ và các cô chú và tặng 1 phần tiền mặt cho gia đình em Xính để em Xính có thêm những niềm vui và động lực hơn có thể đi chia sẻ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn thì dạ, tặng dạ, cho mình 500.000 dạ là mua ở tàu bé phận cua thôi mà thì vô tàu ô phận cua mà mua dạ mua bé tủ mà thì ít tủ ba chip của mà ô tàu bé tủ mà ít tủ ba nhà ô tủ cộng với chỗ vô tàu chỗ kia mà cho chip của mình mua đó mấy nhà cho bao cho xanh là cho đậu dạ cho đây sẽ bảo dạ. Cô chú tặng cho mình nhá đấy tặng cho hai vợ chồng tặng cho Xính vì cái sự nhiệt tình tháo vác của em đấy nhá đó thì em bảo chưa bao cho xanh rồi là nội thận đồng cả ơn cháu xin cảm ơn các cô chú đấy cháu em không biết nói nhưng mà bây giờ anh sẽ dạy em này mình khi nhận mình được quà mình không thể nói là đơn giản như vậy được mình nhận được quà của cô chú các cô chú ở bên nước ngoài không biết em là ai nhá đúng không không biết em là ai không biết em như nào nhưng mà cô chú thấy em được rất là vui tính rất là biết giúp đỡ người các cô chú thương mình thì mới tặng quà cho mình mà mặc dù các cô chú không biết mình là ai thì các cô chú mình đang rất là thương mình thì mình phải biết ơn các cô chú khi tặng quà cho mình thì bây giờ em nói như này nói nhẹ nói như anh nói nhá cháu xin cảm ơn cháu xin cảm ơn nhá các cô các chú cháu cười căng chứ nói không cười nói nghiêm túc sao anh biết em rất là vui nhưng mà nói nghiêm túc khi mình nói cảm ơn các cô chú thì không được cười nhả nhớt nữa mình nói phải lịch sự nói cảm ơn các chú vì các cô chú rất là lớn tuổi rồi các cô chú lớn tuổi bằng bố mẹ mình rồi cơ có người bằng ông bà mình rồi nên là không được cười nhả nhớt ở đây khi mình nhận được quà của cô chú thì chúng ta phải cười nói chuyện đàng hoàng lịch sự chứ không được cười nhả nhớt vì đây là cho tiền em bằng thật cho quà em bằng thật chứ không phải đùa nhá nhưng mà chúng ta không được đùa cười cợt ở đây bao giờ cười cợt khi anh em mình ra ngoài nói chuyện nhau cười cợt nhau thoải mái đúng đây là các cô chú cho quà thì chúng ta nói chuyện cảm ơn phải lịch sự bây giờ thì em nói theo anh đấy là yên thì hãy đi chào mát thật rồi cháu xin cảm ơn nha các cô các chú
đã tặng quà, đã tặng tiền cho gia đình cháu. Cháu xin cảm ơn. Chúc các cô các chú sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc. Cháu xin cảm ơn. Vậy tay chào cô chú một cái nào. Thế vợ Mai học lớp 7 rồi mà không dám nói tiếng phổ thông à, vợ Mai? Sao sợ thế? Anh có làm gì em đâu? Hả, Mai? Không nói, không thi nhóc. Mai, em nghe hiểu mà đúng không? Em hiểu, anh nhìn mặt em là em hiểu. Em có hiểu anh nói gì không? Hả? Không hiểu, em đi học lớp 7 thì em chắc chắn em hiểu. Em không dám nói thôi. Anh có làm gì em đâu? Hả? Mai? Hiểu được. Nhưng mà lại không nói được tiếng Kinh gì. Đúng rồi. À thế gì? Thế chứ không có gì mà phải ngại nhá. Anh đến chơi nhà bọn em thì không có gì phải ngại cả. Và anh quay video này bọn em không phải ngại. Chứ quả là em không nói được thì em cứ nói ra, sợ gì đâu. Chứ không phải lo lắng cái gì cả, được chưa? Đấy thì mình phải rất là vui khi được các cô chú tặng quà, mình có gì phải sợ đâu đúng không? Chứ không là các cô chú biết đâu biết em là ai mà tặng quà cho mình đâu. Nhá. Thôi thì hai vợ chồng thì chúc mừng hai vợ chồng đã nhận được quà nhá. Bắt tay cái nào. Mấy khi vào đây giúp anh rất nhiều. Bắt tay cái nhá. Chúc mừng nhá. À, thôi bây giờ hai vợ chồng cất quà đi. Cất quà đi xong rồi có thể đi quay xem nhà của Xính có thể là thuộc hơi xem như nào, nhà Xính có đẹp đẽ như nào hoặc là phát triển không? Vâng. À, cất quà đi. Em cất quà đi. Đấy, chúc mừng nhá. Hàng xóm các me đến chơi rất là nhiều khi thấy là gia đình Xính là được có bánh kẹo này. Vợ thì rất là xinh gái nhưng mà mỗi tội là đang rất là hai vợ chồng là cũng hiền hiền lành giống nhau nhỉ. Chồng cũng rất là vui tươi cười đấy nhưng mà cũng rất là thỏ thẻ. Đây thì xã ở đây thì anh thấy để ý là bà con khu vực này là khó khăn đấy. Vì anh thấy là ở đây là chưa thấy nhà nào xây mấy, toàn là đây này. Nhà trình tường đất này rất là hiếm này. Bây giờ ít nhà còn được sử dụng cái đất trình tường này lắm. Vâng. Đây nhá. Mà đất trình tường này là bà con làm cũng chưa chuẩn. Còn đá này nó cũng mọt hết rồi này đúng không? Vâng. Trên này thì lại là bằng tre thôi đúng không? Gió lùa vào mùa này thì rét cực kỳ luôn. Đúng rồi. Đó. Đây. Bà con người Mông thì luôn luôn có hai phòng ở đầu này. Các cô chú thấy không ạ? Hai phòng ở đầu này. Và cái cột ở đây. Giống đó. Nhà em. Bếp ở đây. Thề đấy, giống nhà em nhà thề. Người Mông là như vậy. Đây chú này. Khu ở đâu? Em thử Xính thử mở ra anh xem là nhà hôm nay có gì. Rau này. Cứ cho các chú xem. Rau thôi. Rau lửa. Ờ. Ồ. Chưa nấu cơm à? Bè chưa. Xính. Nấu cơm ăn hết rồi. À, đúng rồi. Ăn mèn mén hay là mè cơm? Mèn trong đấy thôi. Hả Xính? Ăn mèn mén hay là cơm? Ăn mấy thôi. Mèn mén thôi à? Ờ. Mèn mén đâu có trời. À đây đây đây. Đây đây. Đây. Mèn mén thôi cô chú ạ. Đấy thì bữa cơm trên bà con chỉ thế này thôi. Rồi. Bếp rồi. Như này. Đấy nhá cô chú. Nhà em Xính thì cũng đây, cũng vẫn nhà tranh vách nứa đấy sáng vậy đâu. Cú dọ gọ gà. Cũng nhưng mà nhà tranh vách nứa. Đúng rồi. Nhưng mà được cái là người ta bảo là nghèo cho sạch rách cho thơm. Vâng. Ăn ở sột hàng sạch sẽ đúng không? Đúng rồi. Ừ. Đấy. Phòng như trong này đây cô chú. Bụng này. Phòng này bé tí như này thôi cô chú nhá. Đủ một cái giường này thôi. Không có một cái gì nha mọi người nhá. Đó. Anh quay một tí nhá. Không sao mà. Đây, đây. Bên này có gái. Ra một cái giường nữa, được một cái phòng nữa này. Vâng. Ôi cái cửa bé tí luôn xá. 30 phân rồi. 30 phân luôn này. Các cô chú xem này. Chị mọi người vào với. Đây này. Đây em sẽ soi lại cho các chú này. Này. Bé tí luôn này. Vào cực kỳ bé tí luôn. Đó. Đấy, không có gì cả. Đây rất là gió rét luôn đấy. Đúng rồi. Ừ. Đâu xem là đi ra nhà Xính xem này, có nuôi được cái con vật nuôi gì không? Xem có nuôi được lợn, bò, gà, qué gì không? Đây là chuồng bò nhà em gì? Bò này. Bò nhà em đây tất đây à? Ây da. Nhà của mình, quả nhà mình hết gì?
Xã? À. Hỏi kỹ là của nhà mình hết à? Tàn thôi, tàn thôi cho à. Chúng nó chỉ rồi. Hả? Như là cho khởi gì. À. Sao? Của nó và nuôi họ rồi, nuôi họ để con thì chiêm ngơi. À, cũng kiểu nuôi họ là vừa để con thì chia xong rồi lấy phân đấy à. Gì? Có từ ni giờ, giờ tôi giờ khởi gì, tôi to tí là tôi. À. Từ ni cũng tôi khởi gì. Co kia thì là co cạm rồi, co cạm. Con của sánh anh trai sánh. Con này là con của anh trai sánh. Ờ. Ừ. Thế con bên này? Con này của em. Con này thì con của em đây. Ờ. Là con này người ta đẻ ra xong mình lấy đây thì hay là mình mua từ bé? Không phải mình mua đâu. À có nghĩa là khi mình nuôi của người ta xong rồi đẻ ra mình được con này gì? Ờ đúng rồi. Ờ. Thế còn hai con này? Bố mẹ. Hai con này bố mẹ. À. Vì anh vào đùng một cái thấy bốn con, anh thấy là nhà em nuôi được bốn con bò là em cũng là kinh tế khá giả đấy. Thế là không phải. À, thế là cũng nuôi tôi không cháu nuôi mới rẻ mà. Đang chửa hay sao luôn? Đã chửa sát đẻ rồi. Bán ví dụ con bò như này hiện tại bán tầm bao nhiêu tiền xí? Không bán được đâu, không bán bao nhiêu tiền không bán đâu. Nhưng mà ví dụ anh hỏi bao nhiêu tiền? Dạ, giá thì một túi ni 18 triệu. Ví dụ thì là 20 triệu ấy. Ừ. 20 triệu bán đâu anh mua luôn này. Cả đôi luôn đi. 20 triệu mua luôn. Dạ tôi không xuống mà chỉ tàu. Dạ dạ đấy chỉ đó. Mua không? Bán không? Không bán được. Thế mà 20 triệu bạn mua luôn mà. Thôi anh trêu thế thôi. Anh có tiền thì mà anh mua. 20 triệu. Đấy nói chung là cũng là đi mua cho đúng không? À. Bên này thì chứ không nhà em không có gà qué gì à? À kia con gà kia gà mình hay nào? Đúng rồi. Có nhà em có nhiều gà không? Không. Có. Ba thôi. Ba con. Đây gà này già lắm rồi xá này. Cái cựa nó già lắm rồi đây này. Đây. Ba con này thôi mà. Ba con này thôi. Đây một con. Đây hai con này thôi. Ờ. Thế là cũng không có gì. Thích anh nhúa gì. Đấy. Nhưng mà đây không có vườn rõ ràng ấy nhỉ. Gà thả rông đấy. Ví dụ ban ngày, ví dụ hôm nay mà ông Sính mà muốn bắt gà thịt thì chắc phải để tối chứ, bây giờ gà chạy sao mà đuổi được. Đúng rồi. Thế là cũng như này thì không sợ bị mất trộm nhỉ. Người ta đuổi gà khó lắm. Đây nhà bà đấy đúng không? Đúng rồi. Bà hôm nay có ở nhà không? Bà ngại ấy. Bà hôm nay ở nhà của em ạ. Anh biết rồi, hôm trước lên bà ở đây. Bà không ơi, bé chạy đi à. Hôm trước bà ở bên dưới kia đúng không? Đúng rồi. Bà làm gì? À nó đau rồi. Nó đau đi không được rồi. Ừ, nho chè ta. Đấy, nho trồng bò nhá. Đấy bà ngại của em vợ em. Ừ. Anh hiểu rồi, hôm trước bà xinh có nói mà. À. Hôm trước các cô chú cũng tặng cho bà một phần quà mà. Bà. Cũng tặng tiền mà đúng không? Ừ. Sao bà làm sao đây? Bà đã ở một mình mà. Chân bà làm sao đấy? Sai. Sao hỏi là chân bà làm sao đây? Tại mỗi chè ta. Nó bị đau cái chân ạ. Đau chân ấy. Mình cái tiền sao mà. Dạ, chỉ muốn thằng nhỏ thì tủ thứ rồi tài. Nó bị đau chân như nào sai? À. Nó bị đau chân kiểu gì? Mó trư mà nó mó chi. Tự nó bị đau ở cái xương rồi. Ừ. Đau chân xương. Có bị ngã bị nhức gì không? Ý ăn tổ là trình thỏ thế à? Bị đau tranh xương kìa. Ừ. Ừ, ôi. Thế bây giờ bà, em thử, bà đang nấu cơm ăn cơm à? Xá thức bỏ ra. Đúng rồi, đúng rồi, bên kia nó lấy bên kia. À, thế là em ở bên kia nấu xong là mang về cho bà luôn. Ừ. Bà đang ngồi đây đau chân sưởi. Thế bà, đang bó cái thuốc gì đây, xá? Dạ, thôi chua chỉ. Thế không bó, bà chỉ quấn vải thôi thế á? Quấn vải vào thì sao mà khỏi được? Ờ, chỉ khơi chua tê là? Khơi chua. Cho thuốc mông. Cho thuốc mông á? Ừ. Ừ, bà con đây không biết là thuốc mông, không biết là có hiệu quả hay không. Bà bó được bao lâu rồi? Sá? Bó toàn tệ nè. Mười ngày rồi á? Mười ngày rồi. Ôi dồi ôi. Mười ngày rồi mà. Ơ, ăn tỏ thì thế? Sao sao? Nên ăn nhỏ một chút tao đi. Ui giời, nó tài phải sắp xếp lòng tủ bao này. Ui party nè. Tổ tê đi. Ờ. Ui party. Nó mị tủ tê nè. Nó chờ những chiếc biết phụ giống chỉ nhớ cho chiếu phụ chiếu sao bà bảo sao?
Em bảo em bà này em bà ngoại em. Bà ngoại em á? Ờ. Cái gì? Đúng bà mẹ. À, vợ của em mẹ ấy. Vợ em mẹ hai người ấy. Bà ngoại. Vợ hai vợ của em ấy. Ừ. Thì nó bà ngoại của em tiếng con này hai con giống nhau con tay này. Là hai chị em gì? Hai chị em ấy. Thì có nghĩa là mẹ ruột của vợ em. Đúng rồi, đúng rồi. Là ở trên sán xỉ đúng kia. Đúng rồi. Còn đây là chị hay là đây chị cả gì? Ừ. Thế đây là chị của mẹ em. Ừ. Thì em vẫn gọi là bà. Ừ. Ờ, thế giải thích như thế cho rõ ràng. Ờ, đúng rồi. Thế mà không thế hôm nay mới đến thăm bà đấy. Ờ, em chưa biết đường này. Không biết. Ờ, chưa biết đường nó nhạt, biết người nào nhưng mà nó không biết nhà. Ừ. Ờ. Thế hôm nay đến thăm bà đấy thế. Ờ. Hỏi thăm bà đàng hoàng mà chứ. Ôi giời ơi. Thế em hỏi là cái chân này bà đau này bà không bây giờ bó thuốc nam ở trong này cái gì? Vâng, thuốc nam ạ. Bó 10 ngày rồi mà chưa khỏi này để này lâu khó đấy. Vâng. Thế sáng từ đợt đấy bạn chưa sang thăm bà bao giờ? Ê, chưa, biết đường nhà. Không biết nhà đấy. Bây giờ thấy xính ở đây rồi thì tính ra anh em đấy họ hàng đấy. Bà cùng xính. Cùng bên bà đấy. Đúng mà xính em vừa sáng nay em mới dạy thì xính mới biết bảo em mới biết em ấy. Ồ thế là xính, nhờ xính chưa biết bây giờ. Thế là nhờ anh thì hai ông này mới biết là hai anh em nhà nhau đúng không? Đúng mà. Đấy. Thế hai ông phải cảm ơn tôi đấy. Em bảo em gọi bố cái xính thì em gọi nó cạo ấy. Ừ. Thế thì bọn em phải cảm ơn anh đấy, anh đưa bọn em đến đây đi cùng nhau thì bắt đầu biết là hai anh em nhà nhau đấy. Đúng rồi. Đúng không? Em sánh thì em chỉ gọi cho cháu thôi. Ừ. Thế hôm nay đến đây thăm bà thì có cái gì tặng bà không? Em chưa có cái gì. Đây cho trăm này. Cho trăm này tặng bà để bà đang đau chân này. Hả? Này thế hôm nay có tiền chưa? Không có tiền. Thế đây này cầm cái đèn cho anh. Đây thì hôm nay có thì có muốn tặng tiền bà không? Có mà chưa có mà. Đây thế hôm nay đây cho luôn. hôm nay gặp ông cháu đây phải đục ngay. Vâng. Phải đến thăm bà đang đau chân này thì vâng. Em tặng thăm bà bao nhiêu? Được. Em thăm bà bao nhiêu anh cho? 100.000. 100.000 đây. Vâng. Đây cháu mà cháu thăm bà thì bà đau chân bà cũng khổ. Đây cầm cho anh 100.000 đây. Vâng. Đây 100.000 hai tờ. Đâu chú ạ? Đây. Xá soi đèn vào cho sáng. Ừ. Ok nhá. Đâu, đúng chưa? Đúng đấy rồi. Thì nói chuyện với bà đây đấy. Đấy nói chuyện. Đấy. Nói chuyện giải thích với bà không biết là mình là cháu đâu. Chưa. Bà là không giới tiền. Đấy mùi vô chua thế. Dạ, từ báo là cháu mồm mồm thế. Thế bây giờ bà đang ở một mình đấy đúng không? Ở một mình nó co nó bị chết rồi. Ừ. Đây nha. Nó bây giờ có cạm rồi. Ừ, đây bà cũng rất là khổ, đây bà đang xúc động sắp khóc rồi chẳng. Ừ. Đây nha xá nha. Vâng. Đây xá soi vào. Bây giờ nha, đây là 500 này. Thì em Tuyên cũng xin cảm ơn trước hết là nhóm Hoa Sen Nhân Như. Vâng. Nhóm Hoa Sen Nhân Như thì ở bên nước ngoài xá biết đúng không? Vâng, xá soi về cho các cô chú nhìn thấy bà ấy. Bà thì hiện tại là các cô chú ơi, đây này bà thì đang bị đau chân. Vâng. Thì các cô chú bảo là em Tuyên được cầm những cái phần hỗ trợ này thì em Tuyên thấy bà ở đây thì hoàn cảnh bà như mọi người đã biết là rất là neo đơn. Wow. Hiện tại con đã chết thì bà đang ở một mình đây. Đúng. Tất cả bữa ăn thì đang nhờ con cháu mà đang đau chân thì đang ở một chỗ. Thì hôm nay hôm nay thì cháu Tuyên sẽ xin phép là trích một phần quà của nhóm Hoa Sen Nhân Như để tặng cho bà luôn. Vì em Tuyên rất ít khi vào trong thôn Mé Lầu này vì nó khá là xa mà ngày hôm nay thì thấy bà hiện tại đây này. Cái quan trọng nhất bà đau chân mà bà ở neo đơn ấy thì là em Tuyên xin trích một phần quà để tặng cho bà. Vâng. Đấy thì Sa sẽ bảo với bà, dạ, bảo với Xính. Dạ, đây là chính là các cô chú mà vừa tặng quà cho Xính đấy. Vâng. Sẽ trích cái phần quà cô chú đấy ra thêm một phần quà để tặng cho bà. Tại tôi mới cho tin trợ nhóc của nó uống này mua tao. Cũng có chia tôi tạ cho tú xây. Soi cho bà đó, đừng soi đâu. Tú xây thì cái tối hoa nhớ múa múa tàu chiếc của phú o thì vô chua tôi già già nó lẩu thì nhớ tổ nhẹ kia giống ốt từ chỗ lần sao bà sao ốt từ chỗ tụi sao do tụi ni tụi cứ tụi tút tua nếu mua ốt từ mi nhọn sao bà có hai người nó ra tham bảng đường đưa 100 cho bà mua trước thì bà chắc là khó.
Thì hôm đợt trước anh với già vào. Ờ đúng rồi. Chính anh. Đúng ạ. Ờ thì anh với già vào chính xính đưa còn gì nữa. Có con này mà tại ý là tù ni nhỏ tù ni nhỏ. Ít tù tút lột lối ạ u tuổi nhỏ. Mà. Đúng rồi, có anh ấy, anh nhớ già ấy. Ừ. Dạ đúng là già. Dạ anh ấy thì mà nó cho bây giờ bà nó chưa biết. Bà ngại chưa biết. Ừ. Đây thì bảo bà đây. Thế cho cô chú tặng bà 500 nữa để cho bà cố gắng là để điều trị cái chân cho khỏi đi nhá. Bà. Đây, bà ấy. Mua trong cái chiếc của thế này. Ừ, chủ nó lên lăng cả tia cho trâu nằm tu về. Nó sớm sớm cho mình nhớ. Dạ, bà nó cảm ơn anh em. Thì ra tha bà chắc là khổ. Ừ. Ừ. Nói chung là đây hôm nay là xá thì có gặp được bà ở đây thì đấy có một cái phần quà thì tặng bà chứ mấy khi biết bà rồi mà chẳng bao giờ đến thăm. Hôm nay em cũng biết rồi mà em chưa biết nhà. Nó bị có con mới thì nó mẹ nó bảo thì em có một con nó bị mới rồi em chưa biết được. Nói chung là bà gần đây thì mình cố gắng cũng cách cũng tương đối nhưng mà thôi mình biết bà rồi thỉnh thoảng đến đây mà thăm bà nhé. Cũng anh em gia đình mình mà. Bà cũng khổ đấy. Anh hôm trước là nghe nói xính cũng chia sẻ cũng khổ đấy. Sao bà sao? Nắm bà em lấy vợ của mị. Bà đang hỏi đúng không? Hỏi chuyện đúng không? Họ chúng nó tụi nhắm mới plát mình nhổ mù này mà. Tôi nói chuyện với bà đi, mấy khi hỏi thăm tình hình sức khỏe bà, hỏi xong, mấy khi đến đây. Cô của bà nó bị lấy được một cô vợ ấy, thì mà nó sát chuột con được 6 tháng rồi mà con của bà nó bị mất rồi thì bây giờ vợ nó đi rồi nó không tham bà, không ở đùa bà. Có nghĩa là ở trên vùng cao mình là cứ là chồng chết thì bà người vợ sẽ đi lấy chồng khác đúng không? Người nó bị già một tí rồi 50 tuổi thì nó chưa lấy thì nó chỉ được chưa được 12 tuổi 20 tuổi thôi. Nó chỉ 15 tuổi rồi nó thì có nghĩa là có là khi lớn tuổi rồi già rồi không ai lấy thì mới ở một mình. Còn ví dụ trẻ trẻ ví dụ tầm 20 tuổi 15 20 tuổi 25 tuổi 30 tuổi người ta vẫn lấy chồng người ta vẫn lấy chồng đúng rồi. Đấy, ý anh là như vậy. Vâng. Thôi tôi thì vừa nãy nói chuyện với bà thì bảo là gửi lời hỏi thăm cho anh đến bà. Chúc bà sức khỏe và bà cũng cố gắng mau khỏi chân nhá. Ít mùa. Mà giờ chỉ mua là nên là cho tú thế chơi giờ tú sinh là tú sửa o sức à. Cho tú ở dù chuột tì tù rồi. Thôi thôi bà dậu đi bà dậu đi bà không phải đứng dậy đâu. Sáng. Chuông cáo tuổi. Sai. Bảo thôi mình chào bà không phải đứng dậy đâu. Nhớ tư. Dậu đi. Bà chân đau rồi. Thôi. Bà ngồi đi, bà đừng đứng, bà chân đau rồi bà đừng ngứa. Thôi bảo chuyển lời đấy anh bảo là thôi chúc bà mau khỏi chân nhá. Vâng. Dạ cho dậu tư kia cổ thấy cái chết cái rồng gì. Sao bảo sao? Dậy ra thì nó bị đau nặng lắm. Bây giờ ngủ thì nó chưa đau bây giờ. Đau một tí. Đi lại thì nó đau hơi nhiều. Thế thì cái xính ở đây xem là con là cháu thì phải đưa bà đi khám đi. Đưa ra bệnh viện khám đi. Tốt nhất là cứ đưa ra bệnh viện khám em ạ. Chứ bọn em mà không đưa ra bệnh viện khám không biết được nằm bao lần đâu. Già rồi. Bà có thẻ bảo hiểm đúng không? Có sổ hộ nghèo đúng không? Có. Thế thì không sao đâu, sái hiểu không? Đúng rồi. Có thẻ bảo hiểm, có sổ hộ nghèo thì đi đâu đi. Không có xe đi. Không có xe á? Ờ. Không có bà ấy. Không có bà, không có xe. Bây giờ đi luôn thì nó ngược thẻ công an nó bắt luôn. Thì tiền hay. Khó. Tiền không có mà đi cũng khó cô chú. Hỗ trợ trả được bao nhiêu? Hỗ trợ hộ nghèo đấy trả được bao nhiêu đúng không? Khó khăn. Thôi nói chung là đây này, không thì anh bảo chân đau này bà có thể bà ra bà làm cái thuốc nam xong rồi bọn em có thể làm cái dây cây chỗ đẻ, bọn xá biết cây chỗ đẻ không? Cây chỗ đẻ cái thuốc nam bó vào hơ lên cho lên cái chảo này hơ đảo nóng lên bó vào nó khỏi, nó cũng đỡ nhiều, bông gân các thứ nó khỏi mà. Yên mua cho một chuồn bao chuối. Thôi có lẽ là xá ơi. Thôi bây giờ cũng khá muộn rồi, chiều về rồi, 5 giờ rồi. Em về không kịp gì. Thôi em có nói chuyện với bà nữa không? Hỏi thăm bà thế gì? Thôi bảo thôi chào bà đi. Anh em mình xin phép chào bà thôi. Mà nhỏ mà.
nhà mua nhà cho lão lão mà mảng cáo thôi ờ u cao quýt chỉ số báo à trong này một tối mọi người xin lỗi tất cả cô chú chất lượng video ngày hôm nay nó không được tốt thực sự đến nỗi mọi người thôi mít chào con chào bà nhá nói chồng bà nhá vâng mì tu mù chê đây vâng 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 xin chào bà thôi muộn rồi xính cứ nghỉ thôi anh đi về luôn đây thôi ở lại thì bà cũng bị đau chân nên để ý bà nhiều hơn nhá bà cũng già rồi đấy già yếu rồi nhưng mà em cũng phải để ý bà vào nhà mình cũng mình còn trai tráng mình còn thanh niên mình còn khỏe mình còn làm ăn được mà đây là bà của mình nữa thì cố gắng để ý sức khỏe của bà vào nhá bà không cái cây cân cây lá chó đẻ xá biết chưa ê chưa chưa biết cây đấy à cây đấy ở ngoài bên chỗ đường đi thủy điện nhiều lắm cây đấy nó thơm thơm ấy cây đấy giã ra xong rồi sao lên giã ra sao lên xong rồi cho ít muối vào đấy nữa xong rồi sao lên có nghĩa là cho lên cái chảo ấy mình như ở cái rau mình xào lên ấy cho nó nóng lên xong cho mấy hạt muối vào xong rồi bọn em lấy cái miếng vải bó vào chân là xong về anh đấy là cái bị bong gân các thứ thì nó khỏi vì cái đấy kể cả đau chân bó vào nó cũng khỏi nhưng mà không biết bà bị làm sao cơ cái quan trọng đội xính này xem cố gắng mà đi đấy. Nếu không đưa ra viện được đưa ra trạm xá của xã thì người ta cho thuốc thì người ta khám cho lúc đấy mà không ra trạm xá của xã họ không khám được thì người ta đưa ra huyện thì người ta có thể mình nghèo quá thì người ta vẫn xin cho mình cái xe cứu thương mà hiểu không thì bọn em ấy đỡ hơn chứ bà ở đây một mình khổ lắm nhá xính nhá nhá để ý nhá để ý bà nhá anh muộn rồi sao bà là sao cũng mà hay không em bảo em bà bảo em đi bà ngại của em thì em bảo ra bảo bà ngại em ra thăm bà này đúng rồi đúng bà cũng nhớ nhau ấy nhớ hai nhau chị em nhớ hai chị em nhớ bây giờ bà già bà không đi được đúng bà rồi. Anh nghe nói được trước xính bà là cũng đôi khi là lúc nhớ lúc quên đấy đúng rồi bây giờ bà già rồi lúc không nhớ ai đâu đúng không xính đợt trước xính có bảo là bây giờ bà già rồi bà không nhớ ấy nhá xá để ý vào bà mình còn thì cũng vậy nhắn dùm cho mẹ thôi xính nghỉ ngơi đi nhá bạn về nhá xin chào nhá hẹn ngày gặp lần nhất nhá mai có thể 2-3 hôm nữa anh sẽ vào để thông báo cho bà con giữ cái bè kia và thông báo hết bao nhiêu tiền các thứ nhá chứ không phải đơn giản có cái bè đấy đâu nhá vâng cô chú ạ thì vừa rồi thì Xá cũng vừa chia tay chào bà cũng gọi là bên bà ngoại đấy đúng ạ nó và chia tay người em xính tôi tính ra là em với bà với xính thì anh em rồi gì nữa không xính là ngoại em nó cháu ạ xính gọi là cháu ở đó xính của bố của xính thì em nó là cậu bố của xính là cậu thì xính với lại em của em thôi chứ không phải cháu đâu em thôi chứ không phải cháu đúng không đó thế không xính của bố của xính tiếng mà vợ em thì vợ em gọi bố xính là gì cậu thế thì em vẫn là cháu đúng không em nó cho xính là bố xính thì bố xính nó cho em thì dẹ đây nha thì em vừa nói là vợ em gọi bố của xính cậu là cậu đúng không xính thế thì chẳng là vợ em chẳng là cháu đúng mà cháu mà thế thì cháu thì em cũng chỉ là cháu thôi chứ đúng thế thì con của cậu với con với là em thì chắc chắn là con của cậu thì là em của em thôi chứ không phải là cháu được đúng rồi xính vẫn gọi là em của em trai em thôi chứ không phải cháu của em đúng rồi thế mới đúng chứ em bảo là xính của em là cậu không phải nhá sai nhá không xính thì giống nhau mình thôi con của mình thôi nhưng mà xính là con của bố của đúng mà thì đúng thì xính với em là chỉ là anh em thôi, không phải là cháu. Vâng. Thế mày vừa bảo là cháu làm sao phải đúng được, vớ vẩn. Giải thích khó hiểu dã man. Đúng rồi. Em ở chỗ đường này thôi mình đi thẳng xuống đây được. Đi nó cứ theo cái đường thẳng này cho dễ đi. Xính với em là anh em thôi chứ không phải cháu nhá. Đúng rồi. Vì em gọi bố xính là cậu cơ mà, có phải là đúng ví dụ em phải gọi bố xính là anh ấy. Vâng. Thì lúc đó
Xính mới gọi em là chú hoặc là bác đấy, hiểu không? Vâng. Bố em, bố của Xính với em là anh em ấy. Vâng. Chứ đây là em vẫn gọi bố Xính là cậu cơ mà. Vâng. Cái đoạn này thì giải thích cho các chú thì nghe hơi lòng ngoằng nhưng mà mong tất cả mọi người thông cảm cho. Vâng. Đấy thì đi đường vòng này đường mà. Ờ, đâu? Đường này. Ờ, từ từ trước khi đến đây thì đứng ở đây. Thì ở đây thì có cái chia sẻ với xã này. Vâng. Thì các cô chú, anh chị, nhóm Hoa Sen Như thì luôn luôn có những món quà cho những hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn. Vâng. Ngày hôm nay thì em thấy lại cũng trích rất nhiều món quà ra. Đúng rồi. Để là tặng cho bà con nghèo. Khi gặp thấy những hoàn cảnh khó khăn này thì cũng được trích tiền để tặng cho. Cái phần quà của Xính ấy, thì được các cô chú nói trước rồi. Vâng. Nhưng mà phần quà của bà của em ấy vâng. là phần quà rất bất ngờ. Khi vâng. thấy bà ốm đau thì các cô chú có nói với anh rằng những gặp những hoàn cảnh khó khăn như thế thì được phép trích tiền ra để hỗ trợ cho bà. Vâng. Đó. Thì ngày hôm nay khi em vào đây giúp anh đi làm phiên dịch thì các cô chú cũng có phần quà nhé. Vâng. Ờ. Đây thì như này các cô chú ạ. Thì nhóm Hoa Sen Chân Như đã ngày hôm nay sẽ trích ra một phần quà. Có nghĩa là để tạo động lực cho em Tuyên vào đến thôn bản để chia sẻ những hoàn cảnh và giúp đỡ những hoàn cảnh ở những vùng sâu vùng xa như này. Thì nhóm Hoa Sen Chân Như các cô chú đã gửi tặng cho em Tuyên là một phần quà là 500 ngàn đồng. Thì trong số đó thì sẽ tặng cho em Tuyên là 300 ngàn đồng và em Xá là người phụ giúp đi cùng em Tuyên để làm phiên dịch viên và cũng như vác đồ để đến những hoàn cảnh khó khăn này để phiên dịch cho cô chú thì mới hiểu được. Vâng. Thì cũng tặng cho em Xá là 200 ngàn đồng. Bây giờ Xá cầm cho anh cái này. Vâng. Thì anh sẽ cầm ok nha. Đấy. Thì đây chú các nhóm như tặng cho anh 300, tặng cho em 200 vâng. nhá. Vâng. Đây thì trao luôn cho em. Vâng. Đấy. Đây nha, 1 này, 2 này. Đây nhá. Còn là 300 thì là của em Tuyên. Cô chú tặng cũng cho em Tuyên để tặng cho cu cò mua thêm bỉm sữa thì cũng cảm ơn các cô chú rất nhiều. Vâng. Đây. Đây cô chú ạ, đây là món quà của em Xá là 200 ngàn đồng. Đây. Vâng. Tặng cho em nhá. Chị chắc là em Sám cảm ơn tôi chứ Như ạ. Chắc là nói từ từ thôi. Nhóm Hoa Sen Chân Như. Ờ, nhóm Hoa Sen Như. Không, nhóm Hoa Sen Chân Như. Rất nhiều rất quen thuộc với bà con rồi. Đúng. Nói từ từ thôi, không phải vội. Nhóm nhóm Hoa Sen nhóm nhóm Hoa 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 Sen Như. Đây nhá. Đây là cây hoa mà. Đọc từ từ thôi. Hoa bông hoa em đọc thử bông hoa. Nhóm Hoa bông hoa 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 Sen Như. Ừ, nhóm Hoa Sen Chân Như. Cứ hoa nói từ từ thôi, ai ai cướp mình đâu mà nói về vội. Nhỏ Hoa Sen Như ạ. Hoa Sen Chân Như. Nhỏ Hoa Sen Hên Hoa Chân Như. Đấy, nó thiệt thòi. Thiệt thòi vì không đi học đấy. Nói lại bình tĩnh nha, nói nghe anh nói này. Nhóm nhỏ Hoa Hoa Sen Sen Chân Chân nữa. Chân là cái chân đây này. Vâng. Ví dụ như mình đọc ấy. Hoa Sen Chân Như. Chân Như. Vâng. Đến đọc lại nào, anh không đọc nào. Nhỏ Hoa Chân Như. Thiếu. Hoa Sen Chân Như mà. Nhỏ Hoa Chân Như. Thiếu. Hoa Sen Chân Như. Vâng, nhỏ. Đọc lại đi. Đọc phải đủ. Phải biết ai chứ không biết mặt các cô chú nhưng mà chúng ta phải biết đủ tên chứ. Vàng Mi Xá, đủ tên là Vàng Mi Xá. Đúng. Các cô chú là nhóm Hoa Sen Chân Như phải đủ tên chứ. Nhóm vâng. Sen Chân Như là không đủ. Vâng. Hoa Sen Chân Như. Vâng. Tắt cái nhạc chuông đi. Nào. Phải dạy cho đủ. Nhỏ Hoa Sen Sen Chân Chân Như. Đúng rồi, đấy như thế nào? Em đấy. Chắc là cậu nhỏ ăn được sức hệ đều may mắn nhiều hơn. Em Xá chắc là rú khổ được anh Tiêm ạ. Thì chắc là cậu nhỏ Hoa Sen Như thì nhỏ chắc là tạm tiền cho em là nhà. Chắc là tố cậu chắc là nhỏ ăn được sức hệ đều may mắn nhá. Phát triển được kinh tế nhiều hơn. Thấy được kênh của anh Tiêm thì chia sẻ đăng ký kênh cho anh Tiêm. Anh Tia nghe chỉ chắc là một mình, chắc là đi khó, cảm ơn nhiều ạ. Rồi, thôi đấy nghe điện thoại đi. Đấy. Thì nói chung là ông Xá này nói vẫn hơi ngọng nha các chú ạ. Thì cũng mong tất cả mọi người bỏ qua cho nhá. Còn bây giờ thì hai anh em sẽ... À đây này. Đây này. Cây chó đẻ này. Đợi Xá nói chuyện vợ đã. Xá này. Đây này, cái cây này, đây là cây chó đẻ này. Nhìn đấy, kể cả không anh nói cho em với em và sao em biết được cả bà con trên thôn để chia thôi. Ai mà bị ngã bông gân ấy, lấy cái này ra, lấy nguyên cái lá này thôi. Thế? Vò nát ra, mà. Sao lên. Đây này, tất cả đây là nhóm, đây là các cô chú, đây là hoa chó đẻ này. Đây cô chú ạ, đây chính là cây chó đẻ đây.
Đây chính là cây thuốc nam nhá sáng nhá. Wow. Thuốc nam đấy. Wow. Ở xuôi người ta có thể có nhiều người biết thế nhưng mà đây này, trên này rất là nhiều. Đồng. Cái này về chỉ vò tước như này nhá. Vò xong. Đây, tước như này, tước nguyên lấy nguyên lá thôi. Rồi xong rồi vò vào, vò nát. Wow. Như này. Vò. Wow. Như này. Xong đắp đặt à, không chưa đắp được. Đục đủ cho nó à, vò nát như thế xong rồi cho lên cái chảo. À. Đảo qua lửa lên, đúng lửa mình xào lên đấy. Và xong rồi lúc đó nóng nóng cho vài hạt muối vào. Và xong rồi bắt đầu bỏ và đắp vào chỗ đau đấy. Và nhá. Từ sau mà biết nhá. Và ừ. Đấy, chú ạ, bọn này cũng gần 5 giờ rồi nên anh em cũng phải di chuyển xuống thôi mọi người. Còn chúng ta hẹn các cô chú anh chị vào những cái phần tiếp theo. Vào những cái buổi tiếp theo để em Tuyên với em Xá tiếp tục vào chia sẻ những cái hoàn cảnh ở trong thôn Mé Lầu nhá mọi người nhá. Thế thì hôm nay cái chất lượng hình ảnh ở trong nhà thôn Mé Lầu ấy thì nó khá là tối, không được rõ ràng cho lắm ấy, thì mong mọi người bỏ qua cho. Còn bây giờ thì em Tuyên cũng xin phép và được tạm dừng video đây. Xin chào, hẹn mọi người, hẹn tất cả cô chú anh chị ở những video. Mọi người thấy video của em Tuyên hay ý nghĩa thì hãy cho em Tuyên xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh để cùng theo dõi những video mới nhất nhá. Còn bây giờ em Tuyên xin chào, hẹn mọi người. Đây cô chú ơi, hiện tại thì em Tuyên đang về đây, nhưng mọi người thấy này, cái bè mới này được bà con sử dụng luôn. Bà con thích sử dụng cái bè mới này hơn vì nó không bị dính nước, nó không bị bập bênh như cái thuyền bè này. Đấy, mọi người xem này. Đấy. Nó cao ráo, sạch sẽ, không bị dính nước và nó an toàn hơn. Xá tự hỏi là xem bà con thấy dùng cái bè này có được không, thích hơn cái bè này hay không. Sẽ hỏi anh ấy đến từ đâu. Chắc ở bên này thôi đúng không? Chào anh nhá. Vâng. Lấy mua thử lò. Sao đi bè này được không anh? Đi bè này được không? Lấy mua đúng có cột cài. Được không anh? Ổn không? Thích hơn bè kia chứ? Con này tốt hơn. Con này tốt hơn à? Nó không bị ngập nước đúng không? Nó tốt hơn đúng không? Thôi bà con mình đi cẩn thận nhá. Bà con phải giữ đấy. Đây em giữ cho. Đi, giữ thoải mái rồi, không sợ đâu. Cái này à, cập xuống đàng hoàng đúng không? Đấy. Ok, đi. Người lái đò đấy, bình thường lái đò này là mất 5.000 đấy. Đi. Ô, thoải mái, đi thoải mái đi. Đây, chú xem này. Đây, anh em mình trèo lên thôi. Đi, xa đi. Tuyệt vời quá cô chú ạ. Wow. Đây cô chú ơi. Tuyệt vời chưa? Thích quá. Cảm ơn nhóm Hoa Sen Chân Như và cảm ơn tất cả các mạnh thường quân ở trong ngoài nước đã ủng hộ cho bà con thôn Mé Lầu một cái bè nó rất là an toàn. Bây giờ em Tuyên nghĩ bà con chở xi măng, chở gạch đá sang bên này xây nhà thì nó dễ dàng hơn rất nhiều, an toàn hơn rất nhiều. Ngày trước nếu mà bà con chở xi măng thì bà con phải gùi trên lưng đấy. Vì nó vẫn bị ướt mà, chỗ cái bè kia bị ướt mà. Nhưng cái bè này thì như nó vứt 4 bao xi măng lên đây chả sao cả. Đi bình thường. Đấy, quá tuyệt vời luôn. Đây thì đợi một ngày nào đó về, đợi ngày mai kia vào tổng kết. Xong nếu mà phải không mưa cơ, không mưa vào bán biển tổng kết xong rồi có thể trích một phần tiền nào đó để cho bà con liên hoan thì tuyệt vời mọi người. Bà con không làm gì bà con được hưởng đâu, nhưng mà bà con đây khổ quá mọi người. Thấy nhà nào cũng như nhà nào thôi. Hôm nay có một tí quần áo đây, bà con tranh nhau, chia nhau lấy luôn, hết luôn. Nói chung là vẫn có sự tranh nhau, em Tuyên nói thật là cô chú như vậy. Nhưng bà con vì bà con không có mà bà con mới tranh nhau thôi. Đấy hình ảnh thì... người nó bị... nó không vào thì nó không được. Có nghĩa là không đi làm thì không được hưởng, đúng không? Đấy rất... không đi làm thì không cho lấy. Nói chung là cũng rất là công bằng thôi. Thích quá mọi người ạ. Tuyệt vời luôn. Cảm ơn cô chú nhiều.